Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Thì hôm nay vườn con xin giới thiệu một số cây cảnh mà bên vườn con hiện tại đang giao lưu ha, thì cô chú mình xem tham khảo nha. Thì trước tiên là con giới thiệu những cây sơn tùng trước đi. Thì sơn tùng hiện tại là vườn con có hai dạng. Dạng lùng như thế này là dạng chưa thay chậu của cô chú anh chị, dạng lùng chưa thay chậu. Nói chung là chiều cao nó cũng ngang ngang nhau thôi nha. Nó chiều cao nó cũng ngang ngang nhau thôi. Nhưng mà cái dạng chưa thay chậu thì giá nó rẻ hơn. Giá chỉ 140 ngàn một cây thôi. Cây sơn tùng nha cô chú anh chị. Cây chưa thay chậu giá 140 ngàn. Đó. Gốc của nó cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái người lớn. Đó. Ngón tay trỏ, ngón tay cái người lớn. Cây hiện tại đang phát triển chi cành rất là đẹp. Cây sơn tùng này về mình trang trí Noel nha, hoặc là mình trồng một cặp ở trước cửa cũng rất là đẹp. Nó cây sơn tùng. Còn cái dạng mà thay chậu C10 này rồi thì vườn con giao lưu giá 155 ngàn. Đó. Cây sơn tùng mà thay chậu C10 rồi thì giá 155 ngàn nha. Đó, dạng nó cao hơn xíu khoảng chừng 10 cm. Đó, còn dạng này thì nó lùn hơn 10 cm và nó chưa thay chậu cho nên giá nó mềm hơn 15 ngàn. Còn tiếp theo con xin giới thiệu cây ngọa tùng. Nãy là sơn tùng rồi nha, giờ tới ngọa tùng. Ngọa tùng thì cây dạng mini như thế này. Bên vườn con đang giao lưu với giá là 75 ngàn một cây. 75 ngàn một cây, sơn tùng dạng 3 dạng đổ mini. Đó. Dạng 3 dạng đổ mini nha, 75 ngàn một cây. Còn cái dạng to như trên màn hình cô chú mình thấy nè. Nó để trên cái chân cái thùng mớp đó. Gốc của nó thì cỡ chừng ngón tay cái, ngón tay trỏ người lớn. Nè, thân cỡ chừng ngón tay trỏ nè, đó. Có thể là bự hơn. Cây sân của cây ngọa tùng mà loại bự như thế này á, về làm dáng đổ dáng bay ghép tiêu cảnh rất là đẹp. Thì bên vườn đang giao lưu với giá là 250 ngàn một cây. Đó, sân tùng này là 250 ngàn một cây nha. Đó, một cây là 250 ngàn. Cô chú mình ưng thì cứ liên hệ. Cái dạng này là gốc của nó cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái người lớn, là bự hơn đó nha. Nói vậy thôi chứ nó bự hơn, nhìn cái thân nè. Cái thân không so với ngón tay cái không mà gấu nó bự hơn luôn rồi. Còn cô chú mình muốn lấy cái thân cái gốc cỡ chừng ngón chân cái người lớn á, thì giá đó 400 450. Nói chung là có bự hơn nữa. Đó, đó là về ngoại tùng nha. Còn tiếp theo con xin giới thiệu cây cây toàn cầu. Toàn cầu thì ở ngoài vườn còn khoảng chừng 50 cây. Nhưng mà cái dạng toàn cầu này á trồng 3 năm rồi, gần 3 năm rồi. Cây thì nó rất là lâu lớn nha, thân của nó cỡ cây viết mực thôi. Dạng này là dạng lá rí, nó cực kỳ lâu lớn nha, 3 năm rồi. Cô chú mình cứ bấm lên mạng search kem xem cây toàn cầu là biết. Nó rất là lâu lớn, nó cũng như cây mủ vậy đó. Và cây được cắt tỉa phân tàn tròn tròn cơ bản như thế này hết rồi, về cô chú mình thay chậu để một cặp trước cửa cũng rất là đẹp. Dạng này là 250 ngàn một cây. Còn đây là những cây cặn thân. Nói chung là mỗi cây mỗi loại mỗi giá khác nhau nha, chứ không phải là cây nào giá nó cũng rẻ đâu nha cô chú. Chứ không phải cây nào giá nó cũng mắc. Như cây cần thân như trên màn hình cô chú hiện tại đang thấy nè, đó. Thân của nó cỡ chừng ngón tay út, à bự hơn ngón tay út, và cây nào cũng được quắn củ đế hết đó. Thì cây được vô dây uống dáng cơ bản rồi, về cô chú mình có thể là sửa đồ lại được nữa. Và cần thân quắn củ đế như thế này thì bên vườn đang giao lưu với giá chỉ có 45 ngàn một cây thôi. Lúc trước là cây nó nhỏ lắm nha, nhưng mà cây này để quá lứa rồi mới mới thay chậu rồi mới vô dây, cho nên cô chú mình thấy nó bự lắm. Nói chung là có lứa này thì gốc nó bự vậy thôi, còn lứa sau thì chắc nó nhỏ hơn. Thì cô chú mình ưng á, thì liên hệ nha. Nó quấn củ đế lứa này nó bự, nhìn đẹp lắm, về thay chậu là bá cháy liền. Cần thăng là 45 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Còn cần thăng phôi bự đó là 125 ngàn một cây. Cô chú mình ưng thì cứ liên hệ, con sẽ gửi hình cho cô chú mình xem nè. Nó phôi nó bự hơn, cần thăng bự hơn, 125 ngàn cây, còn dạng nhỏ là 45 ngàn. Đó, đủ dạng đủ giá cho cô chú mình lựa chọn luôn. Còn đây là những cây linh sam hạt gạo. Linh sam hạt gạo thì bên vườn con đang giao lưu với giá là 45 ngàn một cây, ý 50. Dạng hạt gạo này là 50 ngàn một cây. Cô chú mình lấy 4 cây là sẽ được bao ship, được cắt tỉa phơm tàn tròn tròn cơ bản rồi, về cô chú mình làm mini nhỏ nhỏ nha. Thì tùy theo dạng và tùy theo giá khác nhau nha cô chú anh chị. Còn cô chú mình có muốn mua cây bự cỡ chừng ngón tay cái, bự hơn ngón tay cái luôn, và phơm tàn nó tròn trịa đẹp lắm, thì giá chỉ có 100 110 ngàn thôi.
Còn cái dạng này là để làm mini đó, cho nên cái giá nó hơi cao. Nó thì hạt gạo dạng này là 50 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Lên xem hạt gạo Tân Phú. Phơm tàn tròn tròn, cắt tỉa tròn tròn mini cơ bản như thế này nè. Nó về cô chú mình thay chậu rồi cắt tỉa đồ thêm nữa. Mini nè. 50 ngàn một cây lên xem hạt gạo nha. Còn ở đây là cây kim quýt. Kim quýt thì 45 ngàn cây. Dạng này thì chưa có uốn éo gì hết, còn cây dạng tự nhiên về cô chú mình vô dây uống cây kim quýt nha. 45 ngàn. Còn đây là cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai dạng mini ghép tiểu cảnh, làm bonsai nhỏ nhỏ, giá cũng 45 ngàn. Về cô chú mình cắt tỉa tròn 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 vậy đó. Để bàn. Nó cắt tỉa tròn tròn hoài thì để bàn, xong rồi nó ra hoa xong rồi cắt tỉa lại nữa. Hồng ngọc mai loại nhỏ đó là 45, còn loại mà quắn củ đế thì con quay cái vườn cũng rộng lắm, khoảng chừng trăm mấy 200 cây thì đẹp lắm, và giá là 80 ngàn một cây. Hồng ngọc mai củ đế này cô chú mình bấm vô kênh để xem tham khảo. Quắn củ đế nha, 80 ngàn một cây. Còn hồng ngọc mai mà dạng rễ nơm cao như thế này, cây đang phát triển rất là tốt, và cô chú mình cắt tỉa nuôi dưỡng đồ thêm là 115 ngàn một cây. Nó hồng ngọc mai ha. Nói chung là tùy cây tùy giá nha cô chú anh chị. Còn dạng sam núi trái mà dạng tàn tự nhiên nhỏ xíu như thế này, hoặc là quắn thân quái đó, hoặc là quắn thân dáng bay, thì cô chú mình mua cái gì thì nói để con biết đường con lựa. Nó sam núi trái, dáng bay, thân quái và tàn tự nhiên, giá là 45 ngàn một cây. Nói chung là nó đồng giá đó, nhưng mà cô chú mình nói rõ để con lựa ha, để thôi lộn cô chú mình. Sam núi trái nha. Rồi ngoài ra thì con còn nhiều dạng cây kiểng mini khác nhau lắm, với cái giá rất là mềm, thì cô chú mình cứ bấm vô kênh để xem tham khảo nha. Ưng cái nào thì con gửi cây đó. Nói chung là một cây hai cây vườn con vẫn gửi gửi hàng toàn quốc luôn nha. Đó, cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây ạ.